For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. MC Quyền Linh, tôi không làm thiện nguyện vì danh vọng hay tiền bạc. MC Quyền Linh khẳng định, cuộc sống hiện tại của mình đã đủ đầy, thói quen sinh hoạt khá đơn giản nên không cần tiền bạc, danh vọng và đánh bóng tên tuổi bằng những chương trình thiện nguyện. MC Quyền Linh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều chương trình thiện nguyện như Mái ấm gia đình Việt, Hát cho ngày mai. Với hình ảnh phúc hậu, giản dị và hay ăn gian giúp các hoàn cảnh khó khăn, anh đã nhận được rất nhiều sự yêu quý. Mới đây, Quyền Linh có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm làm thiện nguyện của mình. MC Quyền Linh khẳng định cuộc sống của anh hiện tại rất đủ đầy và hạnh phúc, đồng thời thói quen sinh hoạt khá đơn giản. Vì thế, anh không cần tham gia các chương trình thiện nguyện để đánh bóng tên tuổi, tìm kiếm danh vọng và tiền bạc. Thay vào đó, sao phim Đồng Tiền Sương Máu muốn thực hiện sứ mệnh kết nối các mạnh thường quân đến những hoàn cảnh khó khăn. MC Quyền Linh chia sẻ, không phải là tôi ham lên truyền hình để nói về bản thân, nhưng nếu tôi không lên truyền hình và mạng xã hội để giới thiệu những hoàn cảnh thì chắc có lẽ nhiều người chưa biết đến. Tôi không thấy mình giỏi, chỉ muốn mãi mãi là một người kết nối tốt, cố gắng thật nhiều để giới thiệu những hoàn cảnh khó khăn đến với mọi người. Tôi và ekip của tôi đã làm ra những chương trình thiện nguyện là để có thể chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm một chút niềm vui, động lực trong cuộc sống. Nhìn những ánh mắt khi cười của bà con ở mỗi nơi mình đến, đó là điều hạnh phúc nhất. Nam MC cho biết thêm, một mình tôi không đủ, phải có hàng triệu người kết nối với nhau, hàng triệu trái tim nhân ái đó sẽ làm cho xã hội này tốt đẹp hơn. Thật ra, có hàng triệu người ở khắp mọi nơi cùng kết nối, có người được biết đến, cũng có người làm trong thầm lặng, cùng chung mục đích giúp đỡ những người khó khăn. Trong thời buổi khó khăn hiện nay, việc kết nối tốt là điều không dễ dàng. Ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền để xin được 100.000 đồng còn khó, đừng nói đến xin tiền triệu, vài chục hay là trăm triệu. Để sửa một cây cầu, xây một căn nhà, để phẫu thuật tim là điều khó lắm. Tôi chỉ biết cố gắng kết nối thật tốt, làm sao để có thể có nhiều mảnh đời bất hạnh được chia sẻ. Những năm qua, khán giả quen thuộc với hình ảnh một Quyền Linh giản dị, sẵn sàng ăn gian ekip các chương trình thiện nguyện và bỏ tiền túi của mình cho người dân nghèo. Thậm chí anh còn xin thêm tiền từ bà xã doanh nhân để làm từ thiện. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để liên tục được cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.